Xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp để tiếp theo cái video tuần trước là mình đã có một cái app giới thiệu về du lịch Bình Định. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục có một cái list view cơ bản mà ta thường thấy nhất, đó là cái trình nghe nhạc music player, hay là cái Zing MP3, hay là cái nhạc của tôi, mà hoặc là cái danh sách oanh. Mà hôm nay mình sẽ có đó là một cái trình nghe nhạc, đó là music player, đơn giản, rất là đơn giản. Rồi, đây, chúng ta sẽ đến với phần main activity.xml, là cái file giao diện chính. File này rất là đơn giản, gồm một click view. Relative layout. Này nó cốt rồi nha. Rồi, dưới này là khởi động một cái list view. Rồi, đây là chiều dài. Thì click view này thì nó sẽ bao cái giao diện chính thì gồm click view, thì gồm cái item chia ra, thì nó sẽ chung là map parent. Rồi, đây ID.
Rồi, xong. À, xong giao diện cơ bản là gồm cái click view này. Gồm có cái bảng danh sách gồm có 11 item. Còn ở dưới nữa là nó hiện chỉ là như thế này. Tiếp tục nó sẽ code cái phần music, phần cái giao diện ở bên trong. Rồi, chọn email. Rồi, nhà chiều là chiều dọc là vertical. Anh dùng em. Rồi, trong này đang khởi tạo một cái email view. Layout là 40. Rồi, bên này có mắc ảnh rồi, mình đã thêm vào là phần red drawable, đây có musical là cái ảnh hình mắt nhạc. Layout hay top.
Rồi, cái này là tạm cái tag view. View là để ghi một cái tên bài hát. Đúng không? Đúng không? Đúng không? ID là tên tên em. Để tên bài hát là Song Nem. Rồi, text size. Size đó là 20 dB. Rồi, ta là parent rồi phải tạo cái biến lên gắn cái tên ca sĩ singer. Rồi, tag view là cái hiện tên ca sĩ bên dưới. Rồi, cái test là single. Rồi, text size là cái này nhỏ hơn anh ghi là 15. Nè, trên ghi là 20 thì dưới này là 15. Rồi, line bottom. Ở giữa cái ID music. Tụi nào về music. Rồi, xong cái phần này là tới phần cái nút chơi nhạc là MV.
lúc này nhỏ là dự định cái kích thước nó luôn 25 dB, kim 25 dB mang kim top căn phía trên là 15 dB. Bên phải là 25 dB. Đây là nút play. Rồi, tiếp tục cái tech view cuối cùng đó là cái nút nút dừng. Này chúng ta vẫn định cho cái nó kích thước luôn vì rất là nhỏ. Stop. Này chú. Nó giao diện gồm có cái một cái hình nghe nhạc, cái tên bài hát, cái single và cái nút play và nút stop. Đó. Đó là cái hai cái giao diện cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Java. Có Java hơi dài nhưng mà chúng ta chuẩn bị trước ở bên này. Rồi, ta thấy là cái diện chính nó là gồm cái list view, còn cái này là cái giao diện của cái bên bên trong quá trình nghe nhạc à, phần giống như trang như mình này. Rồi đây là cái file main.png, nó tạo ra cái biến là và chúng ta sử dụng các cái kiến thức của bài học vừa hôm rồi là cái nhóm thuyết trình về adapter nên là để làm bài tập này. Mà ở trong này thì mình sẽ tạo hai cái bài nhạc thôi,
bạn không muốn thêm bài nhạc thì chúng ta sẽ add nó vào bên trong cái mục raw này, là gồm các file nhạc MP3. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh tương tự như hai cái này để thêm cái bài nhạc, là mình đã thêm hai bài là Cơn Mưa Ngang Qua và Ông Trời Làm Tổ Ăn Trưa của MTP và Huy. Rồi, ta sẽ dùng cái set after bài học vừa rồi. Còn bên này là cái code custom music adapter, sẽ gắn nhạc vào. Mình không biết gì nữa này. Này, ta gọi các là cái ánh ánh xạ của cái nút, gồm có cái name, cái tên bài hát, tên ca sĩ và play stop, hai nút play stop. Rồi, ở đây có là tiếp. Rồi, nếu cái tiếng nhạc mà nó đang phát thì nên nó nhấn cái nút play thì nó sẽ tạm dừng, và nếu mà nó không có phát, nó đang ở trạng thái là không phát thì nhấn thì nó sẽ bắt đầu phát bài hát đó. Rồi, cái này là nút stop thì nhấn thì chúng ta sẽ tắt nhạc. Rồi, nó sẽ chạy cái mô phỏng này. Rồi này gồm có hai bài hát, đó là Cơn Mưa Ngang Qua và Ông Trời Làm Tổ Ăn Trưa, bài đầu tiên. Khi chúng ta chưa nhấn gì thì này sẽ nó đang ở trạng thái là không phát, nhưng nó nhấn sẽ để play. Nó khi nhấn stop dừng. Và cái bài học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.